cao gì đó thì mình ra đây ha. Thì ở ngoài đây đó là cái hồi nãy cái tầng ở dưới này đó là các cấp học ở dưới, rồi mình còn có hai dãy ở trên lầu nữa. Thì học sinh lớp 10 thì có thể là học trên lầu 1 hoặc học lầu 2 tùy theo môn học của mình. Còn hai cái chỗ dưới đó là cái thang xe. Thì năm sau con đi học là học ở homestay hay là ở đâu? Homestay. Ở homestay thì thường là homestay nó phát lunch cho con đi ăn ha. Ngoài ra còn nếu mà muốn ăn thêm cái gì đó thì xuống thang xe đó mình mua ha. Rồi đúng là mỗi lúc mà mình có cái tấm cái bộ thì mỗi lớp học là một cái giờ khác nhau, lớp học khác nhau hết. KFC classroom trong đó luôn. Thì các em nếu mà một số em không cần không có vô thẳng mainstream thì phải qua ELC. ELC ở trong đó mình có một lớp ELC mình đó, học vô thẳng mainstream lớp đó học. Còn cái chỗ này là theo cái time table mình học là coi mình lơ thay rồi cái rơi nó nằm ở đâu. Rồi cái một là chính, một chính là bên này. Lầu 1 là từ từ qua năm rồi. Lầu 2 cũng tương tự vậy. Lầu 2 thì cái nhà nó to bên cạnh là kiểu là chơi sport ở đây thì đúng rồi, cái nhà bên đó là để
là trường học ở đấy đúng không? Đúng rồi, nhà đa năng lắm. Có thể là chơi sport, có thể là làm những cái buổi massage lì á. Vâng. Chọc cờ, cái kia thì giờ không có. Ok rồi.